Đây là một con bọ ngựa hoang. Ê, bà nội mày, ê! Các bạn coi nó hung hăng không? Đánh mình xong mà nó còn cái kiểu nhìn như vô tội lắm vậy. Con bọ ngựa hoang gan này mình lấy từ em Hào trên club bọ ngựa. Bọn này thì khá là dễ chăm, với được cái là tụi nó rất là đẹp. Khi mà bị khiêu khích thì nó sẽ xòe cánh lên nhìn rất là xinh. Thường thì nuôi bọn này mà muốn đơn giản nhẹ tiền thì các bạn cứ tận dụng cái ly nhựa làm nhà cho bọn nó là ổn nhất. Các bạn lấy một cái ly nhựa bỏ, sau đó cắt bỏ phần nắp. Kế đến là các bạn dán lưới chống mũi, nhớ xài súng bắn keo cho tiện nha. Bên trong thì các bạn cũng nên đính thêm vài miếng lưới nhựa nữa cho nó leo. Bọ ngựa hoa gai thì thực ra bọn nó không cần nền đâu, nhưng mà mình thêm một ít giớn và lá cây khô mình đã xử lý để cho bọn nó cấp ẩm ổn định. Thêm một cái vỏ cây nữa để nó đi qua đi lại cho dễ. Xịt thêm miếng nước nữa, vậy là xong. Nhanh gọn lẹ và tiết kiệm vô cùng. Thực ra trước đây khi nuôi bọ ngựa khổng lồ ở Úc thì mình nuôi nó trong một cái lồng vải, nhưng mà kiểu về Việt Nam thì xài cái này mình thấy nó tiện lợi hơn nhiều. Mình còn hai con baby bọ ngựa hoa gai nữa, ráng nuôi lớn rồi cho bọn nó phối thử xem sao nè.